Nói rồi 5-3 nhưng mà hòa trận. Đấy. Thế nó mới hay. Quân. À, hòa C nhầm. Rome. Ôi rồi. Vâng, vậy là chúng ta gặp khó khăn ở trận đấu này rồi. Nhưng mà không sao. Cũng may là đây là trận không phải trận chung kết. Vâng, bên bạn là hai siêu chém. Bên mình sẽ là một chém Roman và Summer, nhưng vấn đề là con Roman gặp cái tình huống này lại phế. Đấy, quan điểm của em thôi, nó hơi phế đi. Gặp đúng hai ban luôn mà Summer thì... Vâng, Roman này gặp đúng hai con ban này thì thực sự là không phải nói thật nhưng mà nó hơi phế thật. Vâng, còn đây là màn hình Summerian này. Cũng có bầy hươu, một con voi này. Bên kia là hai pan đâu anh em biết đấy, pan Vâng, đây là bầy hươu 5 con của xi măng. Hai pan. Tên rồi nó sửa đấy cả ra gà. Tầm này anh Đoàn Bá Đạt ạ. Chạy em nghĩ tầm này anh em mà đi sắm sửa đấy. Thì ra cũng ít người xem. Mà lại còn tầm sáng nữa. Cái khung giờ mà phải nói là tầm cực kỳ mới. Mai luyến chơi căng thế. Mai xe cho em đi. Vậy thôi, đây thôi. Anh em đây là dân màu 3 Xuân Thứ này. Ô, có con sư tử này, Xuân Thứ giết này. Ô, cẩn thận nhá, tình huống này phải cẩn thận này. Ông Thứ, ông chéo lên là tôi cạn lời đấy. Rồi, đây là Thứ tình huống mà sang báo về tôi tin là anh ơi em gần màu 8. Em yếu lắm. Thế em dự đoán thế. Rồi, chỉ gắt đầu Roman, chỉ cần 5 con dân thôi. Cái đấy chỉ là Roman. Cực kỳ rẻ. Vậy là được chỉ một bãi quả 6 giờ cho game thủ xi măng. Còn đây là 25/28 đến từ game thủ tễu. Vâng, chắc chắn là chúng ta phải số 2 chén rồi. Đánh cung trận này thì ba nó chém chết. Cung Summer nữa. Ồ, 15% đến từ Tuti và Xuân Thứ giò rộng này. Đây có một bãi quả và một bầy hươu trên đấy có một con sư tử nhá. Ở đây có một con sư tử đấy. Vâng, đóng nhà điều kiện rồi. Và cái tầm cuối 9 đến từ game thủ tễu. Có khả năng thời gian đợi đóng nhà điều kiện là phải sang 10. Vâng, 10 06. Vâng không, 10 08 đến từ game thủ tễu với bà 25 dân của Samurian.
Cũng may cho thế là khi trường hợp này gặp Pan, à, gặp Summer, cầm Summer thì dân của nó lại chì. Cũng được. Mẹ là thiết kế dân ăn vàng. 6 con nông dân. Còn đây là game tù xi măng tù ti là một bài bảo vệ có 15% thôi. Thì thành ra là bài của tù ti nó bài đẹp. Một bài bán đẹp. Đối đầu với xi măng là bài của Xuân Thứ, bài dò rộng. Sáu trên 28 là tham lai của game thủ. Vâng, vậy là Tuti đã bo được đoạn này rồi. Vâng, rồi con giò này phải đi vòng quá rộng, quá dài luôn. Đây rồi, gặp dân Tuti rồi. Ô, Xuân Thứ chưa lên đời nhá. Xuân Thứ chưa lên đời. Một bài dò 20 mấy% của Xuân Thứ và anh vẫn chưa lên đời. Rồi, ta sẽ sổ vào đây mút tạ. Mút tạ mới có nông dân của Xuân Thứ được. Ơ, Xuân Thứ đi cung nhá. Đóng BA đây này. Xuân Thứ đi cung rồi. Vậy là Tuti cho tình huống mà ở nhà chém tủ cho người em của mình. Một bài ban đến cung đến từ game thủ Xuân Thứ. Úi dồi ôi, là đá ban anh em thấy nó chạy đấy. Tắt lắm, con P lên luôn thôi. Đưa con P lên cao. Sẽ phải đánh to ra trận này rồi. Đây, ô, oh, về đây, về đây, về đây, úi dồi. Về không? Ông vậy là vẫn không phù được con lạc đà. Đến từ game thủ Tuti, Tuti tình huống tạt ra nhà xi măng. Có tập 3 con lạc đà. Ô, chúng ta là không được tê công được à? Gạt quá nhỉ. Đang ăn hoang thêm 1-7 hiêu. Xin mấy gỗ đẻ để đóng chi nhát này. Vâng, Xuân Thứ chắc chắn là sẽ được Tuti bơm đồ. Nếu mà đánh Xuân Thứ như này, kiểu không cung rồi Tuti sẽ bơm đồ chuẩn bị cho Xuân Thứ. Và đây tình huống 3 con dân Xuân Thứ nằm xuống. Đây là Xuân Thứ cung rồi. Nó để xi măng luôn, xi măng tạm thời là bay vàng. Ôi, đúng rồi, tinh tế đấy. Có đề bài của game thủ Tễu. Tham lai là 36-40. Ô, Tễu khỏe này. Ba chỉ gom được vài con cung thôi, bộ bạn yếu. Để nó bắn dù được. Ô, phải lưng giáp nhá, bị kinh nghiệm nhiều đá anh Tễu. Vẫn chưa có bánh xe nhá. Sao? Ok, ui dồi. Có tình huống đi không để ý và chúng ta mất hai con cung đỏ. Không sao cả, đen hết A của Xuân Thứ luôn. Thì thử cho phải chín đồ. À, chào Văn Đông nhá. Chào Văn Đông nhá. Đang là 40-48 rồi. Đây giáp 4 luôn cho nó chắc chầy. Và tên này theo nghĩ xem tên xô bây giờ Tuti luôn được. Xô luôn cũng được. Ờ, chào Văn Đông nhá, em chào đó. Rảnh quá nhỉ, không đi tết nhất thì sao anh vào đây xem leader này. Hai xe cho em đi. Đây có 4 cung đỏ, nhưng vấn đề đây là mình dân Summer cũng không ngán mấy mà cho ông bắn mấy cái được thôi. Vậy 3 cái AI để bắt 3 cung đỏ này. Lãi to đến từ tình huống này. Và thứ là cực kỳ thiệt. Lưng giáp 4 lên nữa cho đủ bộ công nghệ và sồ luôn vào nhà Tuti cũng được. Rồi, có theo nghĩ là sồ luôn Tuti đi.
Xi măng sao? Tham của anh vớt tham vẫn 23 có gì đâu. Vớt tham vẫn ok luôn. Tắc nha, tắc dân ăn vàng. Xong ối rồi ôi. Chém luôn thì chém luôn, sợ cái gì? Có mỗi con lạc đà này. Ô, ý con lạc đà này. Phát máy nhỉ. Xích nó lại. Vâng, kêu sao? Anh có sổ đây rồi. Đúng luôn vào em, tình huống này giáp công 4 giáp 4 đầy đủ đang lên. Sổ luôn. Xem tu ti bao nhiêu lạc đà. Úi dồi, lạc đà đông phết nhỉ. Vâng, xem tu ti mắc nghệ chứ. Vâng, ôi giời, công 2 giáp 2 map quá. Sổ vào luôn. Sổ vào luôn tụi tôi này. Lịch chém luôn. Cân đôi cho nó mát tình huống này. Cân đôi luôn. Vâng, một tình huống quá hồ báo từ kia thủ tiêu. Cân đôi luôn được chưa? Vâng, tôi thì chắc không để ý là công nghệ của những con lạc đà rồi. Lạc đà của anh ngả xuống rất nhiều và Xuân Tứ đang bắn chùa. Nhưng vấn đề bắn chùa ở đây là tôi thiếu hết lạc đà. Vâng, thiếu hết lạc đà xin mang anh Trang bây giờ là bên bạn nịp luôn. À, tôi thì đồng quân thích nhỉ. Mặc dù mới chỉ giáp 2 thôi, nhưng mà không sao. Vừa rồi thiêu được khoảng tầm chục con lạc đà của em thủ Tuti rồi. Đây thì tầm khoảng tầm mấy con thì xem tham nai nào. Ô tham nai đè thôi, thoải mái đi. Tham nai đè thôi. Tếu anh lên cái đầu vàng lên được. À lên rồi thì mát quá. Ô tăng L3 rồi, thôi xong rồi. Một tên mà người ta gọi là Trần Thị Báo, Trần Thị Cung Xúc. Ôi tên này từ 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 tên này từ từ. Tên này từ từ. Vâng, tên này phải từ từ nhá, đi ăn bãi vàng mới nào. Rồi tí nữa sẽ ăn bãi vàng mới và sẽ ra con BC. Khỏe lực sẽ lưng được cái đầu máu lên sẽ nào cái gì tốt tươi, không biết là Tuti mắc công nghệ cho con lạc đài chưa. Vâng, em nó chưa để ý kịp thì tình huống soi hình em. Không, 4 ra 4 rồi. Một con lạc đà chỉ thiếu mỗi đầu máu thôi. Bàn phũ thật anh em ạ. Anh em xem rồi, mỗi đâu phải có tầm một kích rưỡi lạc đà. Cái vấn đề là Tuti cũng không kém cạnh. Đây rồi. Xô vào, bên bạn thế thủ thì mình phải đi công thôi. Năm mươi trên 56 là tham lai của tên vùng rồi, đồng thế nhở. Không, tu ti như là tròn ruộng ra này. Ui rồi nhau lạc đà ban kìa, khả năng là phải có tình huống mà phải có, nếu theo nghĩ là khả năng phải có y vào đây rồi. Lạc đà kinh thế nhỉ. Con xi măng tham bao nhiêu rồi? Con tham 23. Ui rồi, đồng được nhá. Tu ti tạt sang nhá. Đang đồng lắm, phải tầm mười mấy con. Khả năng em nghĩ xi măng là lên là một tên hợp lý hơn. Rồi nhưng nó không nhiều mà. Không nhiều cùng rờ luôn, chỉ có... Đây, đây, chém luôn, chém luôn. Bên kia tu xếp thứ là không có nhiều cùng rờ. Mình bây giờ mình dồn một tên. Tếu nó khỏe mà, tếu khỏe nguyên mà. Làm gì tên chơi đâm hai con y vào thì... Ui ôi, đây tên này bắt được nhiều này, tên này bắt được nhiều. Lạc đà ban của game thủ Tuti này. Không phải đổi đâu, mình nguyên nhanh khỏe đấy. Xuân Tứ thì có lạc hai con lạc cung R thôi. Mà cung R thì không biết đã có công nghệ giáp 4 thì chưa. Chắc chắn là chưa có rồi. Cung R thì yếu hệt. À cung R thì ban đầu thứ lực yếu. Làm sao là full được công nghệ. Nếu mình lên cái đầu máu nữa tiêu. Úi giời ơi, tên này cẩn thận này, tên này cẩn thận này. Ôi ơi. À thế tù vào bên bạn luôn được. Mình bỏ tạm thời bỏ đi thì cũng được. Bắt luôn. Công vậy là bắt luôn rồi. Vừa sổ vừa bắt.
bậc thang 60 đặc lạc đà của cái thủ đễu. Ờ mang cho cái đồ lên cái BC đổ máu cũng được. Lên cái đổ máu lợi thế hơn hẳn đấy. Bằng xuân tù thì rất đông lạc đà bên này, nhưng bên mình bên Tễu thì cũng đang vừa có tình huống mà muốn bắt cả lạc đà luôn và muốn công luôn nhà đối bạn. Vâng, Tuti mang lạc đà về thủ. Vâng, vậy là cái trận thì vẫn giằng co, nhưng chắc chắn là bên mình tham ai đè rồi, vì Xuân Thứ là yếu ngay từ thời điểm bắt đầu. Ban xấu anh cung rò và một vài ban xấu. Rồi, tìm được cho cái thủ, tìm được cho cái thủ xi măng. Báo về xi măng lại bị tạt. Ôi xồi nó luôn đi cũng được, không phải về cứu đâu. Vâng, Xuân Thứ có một hướng cung này, khả năng ra được ít ruộng rồi và được bơm đồ rồi. Rồi về là sổ luôn đi, không phải sợ. Lạc đà mình quá đông luôn, ngán ngẩm gì. Họ cũng là lạc đà, họ chỉ hơn mình cái chạy nhanh thôi. Nhưng mà tên này thì Tuti khả năng là bay nha. Ôi sao có quân nhá. Còn anh em sổ đi, không phải sợ. Đây sổ đi, thiêu luôn, đưa chạy, quay lại thiêu đi. Lạc đà mình ít máu, đằng nào mất công, quay lại thiêu luôn cho nó mát. À dạ, đồng, tên này khả năng hứa đạo tên xong sổ kích ở nhà lên luôn đi em, đảm bảo tên này đội bạn chết chắc. Vậy là quyết định vẫn đánh từ từ một chút, khi vẫn muốn xi măng, vẫn muốn là khỏe hơn một chút khi xi măng đang yếu. À không tập, mang khỏe thì tập 23 hơn nhưng mà chỉ có đáp vũ lực. Đây là màn hình máy game thủ tế. Vâng, vẫn quyết định sổ vào 4L đến từ bài Samaria này. Ồ, biết luôn đến từ thủ tế rồi. Vâng, một tình huống mà bên mình có lợi thế. Vâng, đánh kiểu gì thì đánh bên mình vẫn lợi thế hơn, khi Xuân Tứ là một bài mà yếu ngay từ thời điểm đầu. Vâng, Tần và Tế Ô đánh quyết định đánh châu lạc đà. Vâng, tha mình đè mà, không có gì đâu. Thời gian đâu mà tìm nhà nữa. Đỡ nhà còn chưa xong thì thời gian đâu tìm chỗ đấy. Vâng, một trận hai pan. Nhưng mà rất may mắn là bài pan của Xuân Thứ là một bài pan không đẹp, mà lại đánh cung rờ nữa.